Kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Lời đầu tiên cho mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô chú, anh chị và các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh Khoan Đức. Thì hôm nay mình nhận được một tin vui và mình chia sẻ niềm vui này đến cô chú, anh chị và các bạn. Đó là lần đầu tiên mình lãnh tiền từ YouTube. Thì hôm nay mình rất là vui các bạn. Mình làm YouTube đến hôm nay là được hơn 7 tháng. Thì mình làm từ đầu tháng 3 cho đến đầu tháng 6 thì được bật kiếm tiền. Đó là ngày 11 tháng 6 thì được bật kiếm tiền. Thì hôm nay mình nhận được tiền từ YouTube cho đến hết tháng 9. Như vậy là mình nhận cái tiền từ YouTube này khoảng được hơn 3 tháng các bạn. Thì từ giữa tháng 6 đến hết tháng 9 đó là tính ra hơn 3 tháng. Đáng lẽ ra thì mình nhận cái tiền này là một tháng trước các bạn. Do nó trục trặc cái mã pin cho nên mình chưa nhận tiền được. Thì đến hôm nay mình sẽ đi nhận tiền từ YouTube lần đầu tiên. Thì mình làm đến hôm nay là được hơn 7 tháng rồi. Trong đó mình có được cái ba cái video được YouTube nó đề xuất. Đó là cái video cách ủ phân chuồng nhanh hoai mục. Khi đó mình làm mới được 2 tháng các bạn. Lúc đó cái lượng người đăng ký mới có 400 mấy người à, chưa được 500 người. Thì được cái video đó được YouTube nó đề xuất. Thì một ngày như vậy á, được vài ngàn người xem, bốn năm ngàn người xem. Thì trong vòng có mấy ngày nó lên được 40 mấy ngàn người xem. Thì mình nhờ cái video đó mà cái kênh mình nó nhanh được bật kiếm tiền. Rồi sau khi được bật kiếm tiền thì một hai tháng thì một cái video được YouTube nó đề xuất nữa, đó là cái video cách trồng cái cây sả nhanh lớn. Một ngày 10.000 người xem, 14-15.000 người xem. Trong vòng có mấy ngày thì nó lên được 100 mấy chục ngàn. Đến hôm nay thì nó được 153.000 người xem. Và sau đó một tháng thì một cái video được đề xuất nữa, đó là cái video cách trồng cái cây rau húng lũi không cần gốc, chỉ cần đọt ngọn. Thì đến hôm nay nó cũng được 117.000 người xem rồi. Thì nếu mà các bạn làm cái YouTube này nè, nếu mà có được cái video mà được đề xuất thì nó sẽ kéo những cái video khác và làm cho cái kênh mình nó đi lên rất là nhanh. Nếu mà các bạn có thời gian mà làm một ngày một cái video, hoặc là một tuần làm từ 3 đến 4 cái thì cái kênh của mình nó đi lên rất là nhanh. Còn mình làm cái này thì cũng không có thời gian nhiều các bạn. Mình chỉ có cái thời gian rảnh từ 6 giờ đến 9 giờ sáng thôi. Mình dành cho cái trồng trọt để mình làm cái video. Còn cái thời gian từ 9 giờ trở về chiều thì mình làm cái công việc khác các bạn. Cho nên một tuần mình làm chỉ có 1-2 cái video thôi. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là ủng hộ mình, cho nên cái kênh mình cũng được nhanh bật kiếm tiền và đến hôm nay thì được cho nhận tiền từ YouTube. Đó là một niềm vinh hạnh rất là lớn. Mình rất là tôn trọng cái số tiền này các bạn. Mình rất vui mừng. Thì hôm nay mình sẽ đi ra ngân hàng lãnh tiền các bạn. Thì mời các bạn đi theo chân mình để đi ra ngân hàng lãnh tiền.
Rồi xong ha. Rồi cảm ơn em. Có hiệp ạ. Rồi giờ mình nhận tiền xong rồi các bạn. Bây giờ mình đi rồi các bạn. Tiền. Mình nhận tiền xong rồi mình vừa về tới nhà các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đếm số tiền cho các bạn xem coi được bao nhiêu nha. Đây là số tiền mình là lần đầu tiên mình nhận từ YouTube. Nó gồm có hai mảnh giá các bạn, loại 50.000 và loại giấy 500.000. Thì bây giờ mình là đếm cái loại 50.000 trước. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi giờ mình sẽ đếm cái loại giấy 500.000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Như vậy là mình lãnh được 10.400.000 các bạn. Thì đây là cái số tiền mình làm được nhận từ YouTube được là cái tiền lương này là 3 tháng mấy các bạn. Thì trong cái thời gian mà mới bật kiếm tiền á, một ngày á mình chỉ có được là 0, mấy đô à, chưa được 1 đô. Tính ra nếu mà tính ra tiền Việt Nam thì có được có mười mấy ngàn à. Rồi dần dần á có nhiều cái lượt xem thì những cái tháng sau này á nó sẽ nâng lên các bạn. Thì hai tháng mấy đầu tiên á mình chỉ có nhận được là 144 đô phẩy mấy đó. Rồi trong cái tháng 9 vừa rồi á là mình nhận được là 319 đô. Thì tổng cộng á là được 464 đô. Rồi đổi ra tiền Việt Nam và cái bên ngân hàng đó, nó lấy cái chi phí đó, chuyển tiền gì đó, rồi bây giờ mình còn được là 10.400.000. Thì đây là cái số tiền không phải là lớn các bạn, nhưng mình khi mà nhận được số tiền này đó, thì mình rất là sung sướng, mình rất là trân trọng và cái số tiền này mình rất là vui mừng. Thì một lần nữa thì mình cũng cảm ơn đến cô chú anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ cái kênh Phan Đức của mình. Và mình xin chào tạm biệt các bạn.